Quý vị, Nga và Mỹ đã tiếp tục thể hiện những quan điểm bất đồng sâu sắc liên quan đến vấn đề Syria trong cuộc họp diễn ra vào đêm qua tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc. Cuộc họp được triệu tập theo đề nghị từ phía Nga, giữa lúc cộng đồng quốc tế đang rất lo ngại về nguy cơ xảy ra một cuộc tấn công quân sự do Mỹ và đồng minh tiến hành nhằm đáp trả vụ tấn công nghi là sử dụng vũ khí hóa học tại Duma Syria vào ngày 7 tháng 4 vừa qua. Ghi nhận của nhóm phóng viên thường trú Đài truyền hình Việt Nam từ trụ sở Liên Hợp Quốc, New York, Mỹ. Lần thứ ba đối mặt tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc kể từ sau vụ tấn công nghi là sử dụng vũ khí hóa học tại Syria cuối tuần trước, đại sứ Nga và Mỹ tiếp tục cáo buộc và đổ lỗi cho nhau. Nga cho rằng Mỹ và hai đồng minh phương Tây là Anh và Pháp đang chuẩn bị cho một hành động quân sự nguy hiểm và bất hợp pháp chống lại một nhà nước có chủ quyền. Mục đích của hành động này là nhằm lật đổ chính quyền Tổng thống Syria Bashar al-Assad và kiềm chế Nga. Đáp lại, Mỹ cáo buộc Nga sử dụng quyền lực tại Liên Hợp Quốc để bao che cho chính quyền Tổng thống Assad hết lần này đến lần khác. Đại sứ Mỹ khẳng định chính phủ Syria đã sử dụng vũ khí hóa học ít nhất 50 lần trong cuộc chiến kéo dài 7 năm qua. Trước nguy cơ leo thang căng thẳng và bùng phát đối đầu quân sự tại Syria, Tổng thư ký Liên Hợp Quốc kêu gọi các bên kiềm chế và hành xử có trách nhiệm. Tôi thúc giục tất cả các thành viên hành động có trách nhiệm trong tình thế nguy hiểm này. Tôi cũng kêu gọi Hội đồng Bảo an hoàn thành nghĩa vụ của mình và không từ bỏ nỗ lực thiết lập một cơ chế độc lập, khách quan, công bằng và tận tâm để xác định trách nhiệm liên quan đến việc sử dụng vũ khí hóa học. Hai nhóm điều tra của tổ chức cấm vũ khí hóa học đã được cử tới Syria để thu thập các bằng chứng liên quan đến cáo buộc chính quyền Syria sử dụng vũ khí hóa học trong vụ tấn công vào hôm 7 tháng 4 vừa qua. Trong khi đó, thì một đường dây nóng về quân sự vẫn tiếp tục được duy trì giữa Mỹ và Nga nhằm giúp hai nước tháo gỡ kịp thời các tình huống có thể dẫn đến đối đầu quân sự trực diện trên chiến trường Syria. Phú Nguyễn, phóng viên thường trú Đài truyền Việt Nam từ trụ sở Liên Hợp Quốc, New York, Mỹ. Bộ Quốc phòng Nga ngày hôm qua đã họp báo để đưa ra bằng chứng cho thấy là vụ tấn công nghi sử dụng vũ khí hóa học tại Đông Ghouta ở ngoại ô thủ đô Damas của Syria là được dàn dựng có chủ ý nhằm lấy cớ để can thiệp quân sự vào nước này. Phóng viên Duy Nghĩa đưa tin từ Liên bang Nga. Người phát ngôn Bộ Quốc phòng Nga Igor Konashenkov cho biết quân đội nước này có bằng chứng chứng minh sự sắp đặt vụ tấn công bằng vũ khí hóa học tại thị trấn Duma ở Đông Ghouta nhằm tạo cớ để Mỹ và đồng minh can thiệp quân sự vào Syria. Trước đó cùng ngày, Ngoại trưởng Nga Sergei Lavrov tuyên bố kết quả điều tra của các chuyên gia Nga cho thấy không có dấu hiệu về một vụ tấn công có sử dụng vũ khí hóa học tại Duma, đồng thời khẳng định Moscow có bằng chứng về một âm mưu có chủ định. Chúng tôi có bằng chứng không thể phủ nhận về một vụ dàn dựng tiếp theo mà được trợ giúp của cơ quan mật vụ của một quốc gia mà hiện đang muốn đóng vai trò tiên phong trong hàng loạt chiến dịch bài Nga. Trong một động thái liên quan ngày 13 tháng 4, Tổng thống Nga Vladimir Putin đã có cuộc điện đàm với người đồng cấp Pháp Emmanuel Macron về các hành động nguy hiểm tại Syria. Tổng thống Nga nhấn mạnh sự cần thiết tiến hành một cuộc điều tra về các nghi vấn sử dụng vũ khí hóa học tại Syria, đồng thời kêu gọi kiềm chế các hành động nguy hiểm và thiếu suy xét kỹ lưỡng để không vi phạm hiến chương Liên Hợp Quốc và không gây ra các hậu quả khôn lường. Mặc dù đang chuẩn bị cho tình huống xấu nhất có thể xảy ra khi Mỹ và đồng minh thực hiện dự định của mình, nhưng Nga luôn khẳng định không thể dùng giải pháp quân sự cho cuộc xung đột tại Syria, đồng thời kêu gọi các bên liên quan xem xét vấn đề một cách có trách nhiệm, không để tình hình vượt quá tầm kiểm soát. Duy Nghĩa, phóng viên thường trú Đài truyền hình Việt Nam tại Liên bang Nga.